Thái Auto mến chào toàn thể quý anh em mình. Tiếp tục giới thiệu tới anh em chiếc loa center của thương hiệu Jamo Đan Mạch, có model là center 8. Chiếc này đến từ Đan Mạch. Đây, Made in Đan Mạch. Công suất tối đa của nó là 150W. Công suất hoạt động ổn định ở 110W, trở kháng 4 ôm. Trạm loa rất là bự. Trạm loa to hơn cái ngón tay của mình luôn. Nhìn nó đẹp nhờ. Cái trạm loa này mình thấy rất là ấn tượng. Anh em mà mê chơi loa thùng thùng kit đó, mà có cái trạm này mà gắn vào thì tuyệt vời luôn. Có thể bắt được mỏ chim dây bình thường và có thể cắm được bắp chuối vào đây luôn. Rất là chuẩn, rất là đẹp nhờ. Nhìn cái trạm mà thấy yêu rồi. Màu này là màu cánh gián, không phải vàng, nó nghiêng qua đỏ nhiều hơn ha. Và ở đây được vuốt rất là đẹp. Ở đây cũng được vuốt rất là đẹp. Mặt sau họ cũng vuốt rất là đẹp ha. Rồi, chúng ta có ba đường tiếng đầy đủ. Mid, chép và cái mid trầm. Loa center thì không xài một cặp mà chỉ xài một cái anh em ha. Nó nằm ở cái vị trí trung tâm của TV và thể hiện cho cái bộ phim rất là nhiều. Nếu mà anh em xem phim cái đôi loa à cái chiếc loa center này mà không có ngon thì cái bộ phim nó không hay. Chủ yếu là cái loa center hoạt động rất là nhiều cho một cái bộ phim hay. Lưới nó đây anh em. Chuẩn chỉnh không lỗi lầm. Tem Jamo đầy đủ ha. Đây. Quá đẹp luôn. Quá ấn tượng, quá đẹp nhỉ. Thì cái chiếc này á là 4,5 triệu anh em ha. 4,5 triệu. Rất là đẹp. Lúc này thì mình giới thiệu tới anh em BW rồi này. Chiếc này thì giá là 5,5 triệu. Chiếc này có cái mã hiệu là HTM7. Sản xuất ở Anh, Made in England luôn. Mình vừa mới giới thiệu tới anh em xong ha. 5,5 triệu. BW Anh Quốc 4,5 triệu, Jamo Đan Mạch. Anh em cần món nào cứ liên hệ với mình ha. Một lần nữa chúc đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.